Vậy là năm cũ sắp kết thúc, Tết đến gần rồi, đợi chờ những khoảnh khắc đầu năm mới thật đầy hứng khởi và ngập tràn hân hoan hạnh phúc. Chỉ còn ít phút nữa là năm mới bắt đầu, liền xin kính chúc quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa một năm mới an lành và phước hạnh trong hồng ân Thiên Chúa. Xin chúc bạn và gia đình có một cái Tết thật ấm áp và đầy đủ niềm vui. Chúc bạn được bao bọc, chở che bởi sự nhân từ của Thiên Chúa. Cũng không quên chúc tất cả các bạn luôn thành công và sức khỏe trong năm mới. Mong rằng năm mới này sẽ mang lại nhiều niềm vui và thắng lợi cho bạn cùng tất cả mọi người xung quanh. Tết là dịp thích hợp để chúng ta sum họp và tận hưởng những khoảnh khắc đáng hạnh phúc, tuyệt vời và ý nghĩa, đầy niềm vui và đoàn tụ bên nhau. Chúc bạn và tất cả mọi người trong gia đình của bạn có một kỳ nghỉ Tết thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Happy New Year!